Ghế nhựa hàng bia được vinh danh là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ. Trong suốt chiều dài phát triển của ngành nội thất, có vô số sản phẩm đã trở thành biểu tượng vượt thời gian. Mới đây, tờ New York Times đã công bố danh sách bao gồm 25 chiếc ghế biểu tượng của thế kỷ do nhóm 6 chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế, kiến trúc, nghệ thuật lựa chọn. Xuất hiện trong danh sách này, món đồ nhận được nhiều sự chú ý là chiếc ghế nhựa huyền thoại mang tên Monoblock, chiếc ghế quen mặt với nhiều người Việt Nam và cũng là món đồ có thể tìm thấy trong nhà, văn phòng, quán cà phê và không gian công cộng trên khắp thế giới. Theo Paula Anotelli, quản lý cấp cao về kiến trúc và thiết kế của Bảo tàng nghệ thuật hiện đại Mỹ, ghế monoblock là biểu tượng của một giai đoạn quan trọng và hiện thân của lịch sử phát triển của vật liệu nhựa. Không giống như nhiều thiết kế mang tính nghệ thuật khác, có giá lên tới hàng nghìn USD trong danh sách, chiếc ghế monoblock được làm từ miếng nhựa ép duy nhất, có độ bền và giá cả phải chăng. Đối với những người có kiến thức sâu rộng về lịch sử nội thất và thiết kế được tờ New York Times lựa chọn, nguồn gốc thực sự của chiếc ghế này vẫn còn là một ẩn số vì mỗi phiên bản của chiếc ghế này lại vừa là hàng gốc vừa là hàng nhái. Theo Inexibit, thiết kế monoblock ban đầu được tạo ra như một giải pháp cung cấp chỗ ngồi nhanh chóng, có thể xếp chồng lên nhau và không tốn kém. Nó chủ yếu nằm mục đích sử dụng ngoài trời, chẳng hạn như trong vườn, sân thượng và quán cà phê. Tính linh hoạt và thiết thực của nó nhanh chóng trở nên phổ biến và việc sản xuất những chiếc ghế này đã ngay lập tức được mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Những năm 1960 và 1970 chứng kiến sự gia tăng đáng kể của mức độ phổ biến của ghế monoblock khi những tính năng của nó trở thành một sự lựa chọn hấp dẫn cho các hộ gia đình và khu thương mại. Thiết kế đơn giản nhưng tiện dụng của chiếc ghế cũng phù hợp với phong cách thẩm mỹ tối giản phổ biến trong thời kỳ đó. Hơn nữa, khả năng xếp chồng lên nhau của ghế monoblock đã trở thành một tính năng vô cùng hữu dụng trong nhiều trường hợp. Theo các chuyên gia, chiếc ghế monoblock cổ điển có màu trắng nhưng ở thời điểm hiện tại, những phiên bản khác màu đỏ và xanh dương cũng được sử dụng vô cùng rộng rãi. Paolo Antonelli nhận định, dù thiết kế của chiếc ghế này không được đề cao về tính thẩm mỹ, nhưng sự tiện dụng và giá trị vượt thời gian mà chiếc ghế này mang lại là không thể phủ nhận.